Thế là hôm nay chúng ta sẽ học cái cách khởi tạo một cái kiểu dữ liệu mới mà nó giống như các cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đã biết, mà chúng ta sẽ làm một vài cái mô tả kiểu dữ liệu mới nó đa dạng hơn một chút. Đây giờ trước tôi dựa trên cái này đã nhé. Thì cái nguyên tắc mà chúng ta khởi tạo một kiểu dữ liệu mới là chúng ta phải phải tạo ra các cái lớp nhé. Định nghĩa của nó là, nhắc lại định nghĩa của nó là như thế này: class nó phải mô tả một cái lớp mới, ví dụ như này. Sau đó chúng ta sẽ mô tả ở phía dưới này, có thể là như thế này thôi nhé. Đây là cách chúng ta tạo ra một kiểu dữ liệu mới, và khi có một kiểu dữ liệu mới rồi thì chúng ta sẽ tạo ra các cái thể hiện của kiểu dữ liệu đó, một cái kiểu dữ liệu, một cái biến cụ thể của kiểu dữ liệu đó. Ví dụ tôi viết là x bằng c như thế này, thì x nó sẽ làm một cái biến chỉ vào một cái đối tượng dữ liệu, thì đối tượng dữ liệu đó là thuộc cái class c. Check để tôi tải một x ra nhé. Đó. Rồi thế bây giờ chúng ta là làm thử một vài cái để chúng ta hình dung nó là cái gì nhé. Đây. Thì khi tôi mô tả như này thì x nó sẽ làm cái biến chỉ vào một cái đối tượng là thuộc cái kiểu là thuộc cái lớp là cx. Giống như chúng ta vẫn tương tự chúng ta tạo ra một cái biến khác như z bằng 10 chẳng hạn, thì là z chỉ vào một cái đối tượng là 10, thì bây giờ là x chỉ vào một cái đối tượng thuộc cái lớp cx. Đấy, nó cũng như vậy thôi. Như vậy mà khi mà chúng ta đây, để tôi nhắc lại như này cho hình dung nhé. Khi mà chúng ta định nghĩa một cái lớp nào đó, sao nó to như này nhỉ? Chút nha. Ok. Đấy. Cái mô tả cái class như này nhé. Điều tôi viết là x bằng c như này. Thì tức là gì? Là thực tế là tôi sẽ đã tạo ra một cái biến, là một cái đối tượng, một cái p object, và nó vẫn có đủ có bốn cái này. Đủ bốn cái ô như này. Cái ô này là kiểu, cái ô này là value, cái ô này là gì, cái ô này là cái bộ nhớ của nó, bộ nhớ của nó. Còn cái ô này là cái nó là cái reference card, là cái chỉ cái biến mà chỉ đến cái đối tượng này, thì x gì nó sẽ trỏ vào đây. Đấy. Nhẹ như bình thường. Được chưa? Khi chúng ta tạo ra một cái x như này. Đây. Kiểu của nó là kiểu đó, và chúng ta cũng có cái id của nó đây. Id của x như bình thường. Bây giờ tạo cái biến thứ hai là biến y cũng bằng cx nữa nhé. B xc như này nhé. Thì như vậy y cũng làm cái biến chỉ vào một cái đối tượng khác. Cũng thuộc kia lớp C. Bây giờ kiểm tra xem là x y đó nó có cùng là một đối tượng hay không. Thì viết là x y kiểm tra. Hay thì nó là false. Cùng kiểm tra x y nó có cùng giá trị với y không? Không. Thì như vậy là mặc định khi chúng ta tạo ra một cái mặc định nhé. Mặc định khi mà chúng ta mặc định. Khi mà tạo một cái lớp mới, một class mới, đây, thì khi đó thì với mọi x y là các cái thể hiện của cái lớp đó, thì
thì chúng ta có hai điều sau đây nhé. Thì một là x gì không bằng y, không bằng y nhé, cái này không bằng, nó sẽ trả về là false về giá trị. Và thứ hai là x gì cũng không bằng y về đối tượng, false. Tức là x gì nó sẽ, x gì nó sẽ chọn một cái vị trí khác, y chọn một vị trí khác. Được chưa? Nó sẽ là, nó là hai cái ô, hai cái thằng đối tượng mà khác nhau nằm trong bộ nhớ, đó là mặc định thành là như vậy. Được chưa? Là như vậy tổng quát nhé, thành là như vậy. Điều chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút nữa về về tất cả những cái này, chúng ta hình dung được vì sao nó lại như vậy. Đây thì tôi vì chúng ta cùng nhau làm một chút nhé. Về cái này thì tôi nói sau, nhưng mà về giá trị này thì nó là cái gì, đây để chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé, chúng ta làm nhé. Đây, vì sao lại x thì lại không bằng y về mặt giá trị, được chưa? Trong khi đó khi tôi biết là z bằng 10, t bằng 10, tạo ra là hai đấy nhé, thì z và bằng t thì nó là đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau cùng tìm hiểu thêm một chút nữa này, và chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng nhé. Đây, bây giờ tôi định nghĩa một cái một lớp mới đây, class là person là con người, và tôi sẽ tạo ra một cái đối tượng là người cùng có hai thuộc tính, một là tên và hai là tuổi, sử như vậy nhé. Đây làm như sau này, def init nhé, cell tên name mặc định là bằng định là rỗng nhé, mặc định là rỗng này, và tuổi age mặc định là bằng không. Định thì tôi cho lần định tôi cho nó bằng là cái tên rỗng, là như này, một cái sâu rỗng, tên tên là sâu, và tuổi thì tôi định tôi cho là không nhé, bằng đây là bằng định để cho tiện. Và tôi gán này, nên có hai nó cái đối tượng cái lớp person này nó có hai thuộc tính. Một thuộc tính là tên của người đó, và hai là tuổi của người đó nhé. Được chưa? Đấy, như thế nhé. Bây giờ tạo ra hai người này. Một cái người tên là A, một người là A. Đây tự tạo ra một người, người giữa A là người có cái tên là gì? Có cái tên là Bình nhé. Và tuổi là 20. Thì khi tạo như này thì là A khi là tạo ra một người có tên là Bình và tuổi là 20. Và B tôi tạo ra một người thứ hai cũng có tên là Bình và tuổi là 20. Và hai người này là cùng tên cùng tuổi luôn nhé. Bây giờ kiểm tra này, A này, B không, vẫn là false nhé. A is B không, vẫn là false. Đó, như vậy là mặc định khi mà tôi tạo ra một cái lớp mà kiểu sử dụng bất kỳ, thì bất kỳ hai đối tượng nào đó thuộc cái kiểu lớp đó thì mặc định thì chúng là không bằng nhau cả về giá trị cả về đối tượng. Thì chúng ta tìm xem thế thì khi nào thì chúng ta có thể coi cái này nó bằng nhau. Đấy. Thì muốn như vậy thì chúng ta phải định nghĩa một cái khái niệm là giá trị của nó thì mới được nhé. Thì lưu ý tôi đây thì tôi định nghĩa thế nào là A bằng B ở trong cái lớp đó thì ta làm như sau. Thì muốn mà định nghĩa được cái muốn định nghĩa muốn định nghĩa
cái khái niệm là giá trị. Giá trị của một lớp, của một cái lớp nào đó, thì chúng ta phải làm sau đây. Chúng ta phải thiết lập một cái hàm sau đây. Phải thiết lập một cái hàm nó có tên, hàm quyết định nó có tên là một phương thức, có tên là như này, có tên là hai gạch dưới này, EQ và cell AR. Quy định là khi nào thì cái hàm này nó trả về là đúng hay sai, true hay false, thì nó so sánh cái của tôi và cái bên kia. Đây là A là B này, thì khi nào A bằng B thì thông qua cái hàm, đây là cái hàm rất quan trọng. Cái hàm này là cái hàm hệ thống của một cái lớp, để nó mô tả cái khái niệm giá trị. Tức là khi nó bằng nhau, khi nào mà A bằng B, bằng B, tức là khi mà giá trị A bằng bằng giá trị B, tức là giá trị bằng nhau, thì như cái hàm này nó xác định giá trị. Anh chú ý nha, cái giá trị của đối tượng. Được rồi nhé. Thế bây giờ tôi định nghĩa như sau này, tôi làm lại cái hàm này của tôi nhé. Bây giờ tôi nghĩa lớp này, nhưng mà tôi nghĩa hai người mà làm bằng nhau về giá trị, nếu mà chúng tên bằng nhau và tuổi bằng nhau thì coi như hai người bằng nhau. Hai người bằng nhau về mặt giá trị. Tôi làm lại như sau này, đây bây giờ lại như sau, tôi định nghĩa lại nhé. Định nghĩa lại cái lớp là cái lớp person, là định nghĩa một người và người đó, nên là tôi định nghĩa nó có hai thuộc tính là tên và tuổi. Thì định nghĩa là hai người AB thuộc cái lớp person này là bằng nhau về giá trị, nhé. Khi và chỉ khi là gì? Khi và chỉ khi là chúng là cùng tên và cùng tuổi. Rồi tôi làm như sau, đây mở thêm cái hàm nữa này. Def rất quan trọng, cái này rất quan trọng này. EQ. Đây là cái hàm mà. Hàm này có bên đầu tiên là cell là chỉ là tôi là A, và bên thứ hai thì kiểu là A rồi, là cái người mà tôi muốn so sánh. Thì hàm này nó sẽ trả về là true nếu mà cell là tôi bằng cái A giờ kia, bằng cái A và B đấy. Đấy, thì tôi định nghĩa như sau nhé. Đây là kiểm tra if self tên, nếu mà tên của tôi đây, tên tôi mà là bằng cái anh kia, ví dụ cái này là cái other.name nhé, name and đồng thời là self age, tuổi của tôi cũng bằng tuổi của anh ta, thì other.age. Nếu mà đây là tên của tôi này, self là mô tả là tôi đây, còn cái đối tượng kia là other đây nhé, other, self name của tôi bằng other name tên của người kia, và self age bằng other age bằng nhau, thì đây, thì return true, còn ngược lại return false. Vì tôi định nghĩa thêm cái này nữa, thì cái này là cái hàm này là hàm rất quan trọng. Hàm này là cái hàm định nghĩa cái dấu bằng, mà nó đơn ba nó định nghĩa là cái giá trị so sánh giữa hai chỉ giá trị thôi, đúng không? Bây giờ làm lại như A này, A là person đúng không, à 40 nhé, B cũng là 12, hai cái ông này là hai cái người này là cùng tên và cùng tuổi. Thì bây giờ tôi biết A này có bằng B hay không này. Đấy, vì là thu rồi, nó có cái thu rồi nhé. Bây giờ A đổi này, A này, A là name này, tôi đổi tên đi. Đổi tên là mình. Đổi được. Thì cái A này, không còn là false. Như vậy là khi mà là chúng ta định nghĩa thêm cái hàm này là xác định cái giá trị. Như vậy là khi mà chúng ta định nghĩa một cái đối tượng
thì một lớp mới thì mặc định là nó không có khái niệm giá trị, tức là bất kỳ hai đối tượng nào cũng khác nhau, không ai bằng nhau cả, chứ không có khái niệm giá trị. Thì muốn mà xác định giá trị của một đối tượng, chúng ta phải thiết lập cái hàm hệ thống nó là EQ này, những cái hàm EQ này xác định cái dấu bằng này, dấu hai dấu bằng này, được chưa? Đấy. Thì cái này là cái rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một tí nữa nhé. Mà đây tôi làm thêm để cho thấy là nó rất là hay. Bây giờ tôi làm, bây giờ tôi định nghĩa một cái lớp là các cái vector ở trong mặt phẳng. Vector, được chưa? Đây. Vector nhé. Class này. Class vector. Vector nhé, trong mặt phẳng. Thì vector gồm nó có hai cái tham số là x và y. Tôi đọc x và y. Tôi định nghĩa này, def này, init này, self x mặc định là 0, y mặc định là 0. Self là chỉ đối tượng tôi, x thì bằng x, và self y bằng y. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi biết a này. Tôi định nghĩa một cái vector là có tốc độ là 1 và 2, như vậy a là trên cái vector có hai cái a chấm x là 1 đây, a chấm x là 1, a chấm y là 2. Bây giờ định nghĩa là b bằng vector thứ hai là 3 7. Thì tôi biết là vector có khái niệm là dấu cộng. Bây giờ tôi thử viết a cộng b nó có ăn không? Không được, không có, đây không thể làm phép cộng của hai vector này. Đấy. Thế vì làm nào để có thể mô tả cộng của hai vector này? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa thêm. Như vậy là khi mà tạo ra một đối tượng thì một cái lớp mới thì mọi cái toán tử, mọi phép tính chúng ta phải định nghĩa từ đầu hết, không có gì là không có cái gì là tự nó có cả, tất cả phải định nghĩa từ đầu tất cả mọi thứ. Thì đây bây giờ tôi mô tả ở trên này là cách chúng ta định nghĩa lại cái dấu bằng của giá trị. Cái hàm này là hàm một định nghĩa khái niệm giá trị của đối tượng. Còn bây giờ chúng ta sẽ định nghĩa cái khái niệm cái dấu cộng, phép cộng của hai cái đối tượng của một cái lớp. Và chúng ta sẽ từ cộng chúng ta sẽ làm tương tự, chúng ta làm phép trừ, phép nhân, phép chia, vân vân nhé. Rồi thì bây giờ tôi mô tả này. Thế thì muốn mô tả cái phép cộng thì làm như nào? Đây. Đây chính là cái hàm này, là hàm này. Còn mà tôi muốn mô tả phép cộng của toán tử cộng của hai đối tượng cùng một lớp. Tất nhiên rồi. Thì chúng ta phải định nghĩa cái hàm S như này. Đấy, cái hàm S là cái hàm để mô tả cái phép cộng của hai cái đối tượng. Và cộng này nó phải trả lại giá trị chính là cái đối tượng phép cộng đó. Đây, nó kiểu này nó là cell A giờ nó cả cái đối tượng kia nhé. Đó, thì đây là cái này là chúng ta định nghĩa cái hàm hệ thống này để mô tả cái phép cộng. Vì tôi sẽ mô tả phép cộng đối với cái đối tượng cái lớp là vector nhé. Đây, vì tôi nghĩ lại cái này, tôi sẽ bổ sung thêm cái hàm cộng. Tôi thấy là cứ từ từ là bản thân nó làm hết được mọi thứ rất là hay. Chúng ta sẽ mô tả bây giờ. Vì đây là cái dùng để khởi tạo ban đầu của vector. Thế bây giờ tôi sẽ định nghĩa cái hàm phép cộng như này, bây giờ cái s này nhé, cái gồm có là một thân tôi đây và a giờ đây, mô tả chung như này. Đây, đây là a giờ là a cộng b đây, và tôi muốn a cộng b và trả lại cái vector là cái vector là a cộng b nhé. Đấy. Rồi thì làm như sau này.
Đầu tiên tôi tăng cái x này bằng sao x cộng với a giờ x, hai cái cộng làm nhân vì tổng của hai vectơ là tổng x gì và tổng y lại mà, đúng không? Đây là self y bằng self y bằng a giờ y, được chưa? Sau đó cần phải trả lại, tôi phải dùng lệnh là return self, trả lại cái đối tượng là có x y là tổng của cả hai, trả lại chính cái cell này. Đấy. Bạn chú ý làm cũng cẩn thận nhé. Đó. Chúng ta thử này, a này, a bằng vector 21, b bằng vector 10.3, hai cái từ đó. Vậy thì biết là c bằng a cộng b có được không? Đó, như vậy ta biết là a cộng b rồi đấy. Enter. Đây chúng ta kiểm tra cái c nhé, cx này. Cx bằng là tổng của 12 và 10. Ci là bằng tổng của 13 và 4. Ci tổng của AB sẽ là 4 nhỉ? Sẽ là 3 nhỉ? Sẽ là 4 nhỉ? An tăng lên rồi. Bị sai chỗ nào? À, chỗ này bị nhầm. Để phải là cộng chứ, tôi với lại với nhầm, tôi với lại. Từ nãy nó không bị. Chỗ này với lại đi nhé. Nó để bằng đâu, người ta vẫn. Với lại cái này nhé. Để chỗ này là phải chuẩn. Để sai lắm cái này. Rồi, thì A bằng vector 1, 2. B bằng vector 4, 5. Thì cộng lại C nó sẽ bằng là A cộng với B. Đấy, và bây giờ thì bây giờ là C nó sẽ bằng CX thì nó sẽ bằng là 5 và CY bằng án này nhé. Với cái phương án này này thì sau khi mà chạy thiện cái lệnh là A cộng B thì A cũng thay đổi theo vì đây là cái A này, đây là A này. Bây giờ tôi muốn A không thay đổi thì tôi làm như nào? Tôi muốn là A vẫn giữ nguyên. Đấy. Và A vẫn giữ nguyên và chỉ có kiểu cái C thay đổi chỉ tạo ra cái C thôi thì làm khác điểm tí nhé. Thế là làm ra sẽ thì hay hơn một tí, đơn giản sẽ tăng lên một tí đây. Đây. Bây giờ ở đây tôi sẽ tạo ra một cái mới nhé, tạo ra một cái mới là một cái biến mới phần c đi, c bằng đây bằng vector mặc định như này đúng không, không không này, và đây tôi viết là c bằng cell cộng với đây là c đấy và đây là return c. Ê, tôi phải tạo ra một cái vector c ở đây. Vector này là vector là mặc định ở đây chứ là x y bằng không. Và tôi đoán như này. Đấy. Tôi làm lại a này. Vector 1, 2. B bằng vector 10, 11. Đặc biệt là D đi. D là khác D này. Bằng A cộng B này. Thì DX bằng 11 và DI bằng 13. Khi đó là AX không thay đổi, AX nó vẫn là 1. Đấy. B AI nó vẫn là 2 không thay đổi. Đấy. Thế. Chúng ta xử lý một tí chúng ta làm nó rất là hay hơn này. Đây là cái cách mà chúng ta tạo ra một phép cộng chính là cái hàm S này. Được chưa? Bạn thấy như vậy, bây giờ chúng ta tổng kết lại nhé. Như vậy là đối với khi chúng ta mô tả phép toán này, phép toán ở trên muốn tạo các phép tính, các phép toán trên các đối tượng tự định nghĩa, các cái đối tượng tự định nghĩa thì chúng ta phải gì
thì chúng ta phải 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 tạo các cái hàm hệ thống rất quan trọng sau đây. Mình thì viết lại nhé. Đầu tiên là phép bằng. Phép bằng thì chúng ta phải dùng gì? Dùng cái hàm là như này. EQ. À, rồi. Đây là gì? Đây là self. Đây là add. Phép cộng thì ta dùng cái hàm hàm s. Đây. Self. Yeah. Bây chúng ta muốn làm phép trừ. Để trừ ví dụ trừ hai vector chẳng hạn. Thì ta làm cái hàm gì? Hàm hệ thống đó là hàm sub. Sub. Cell trừ đi a ra. Trừ đi a ra. Vì chúng ta muốn làm cái hàm cái phép nhân. Nhân hai cái em nhân phép nhân hai đối tượng. Hoặc là nhân một đối tượng và một cái hàm số nào đó, một cái số cũng được, cũng không sao cả. Thì ta dùng cái vấn đề là vấn đề phép nhân, thì ta dùng cái hàm là mul multi đấy. Và rất nhiều cái khác, mà đây là cái phần cơ bản nhất. Tôi làm lúc phép chia nhé. Phép chia. Sao này. Rồi. Phép chia là như thế này. Phép chia này này. Phép chia số này. Thì là đây là nó là cái hàm. Nó là cái hàm này. Hàm cái hàm là true. Diff. Tương tự như vậy nhé. Thì như vậy là các cái toán tử ở trên, tức là ở trên game cái đối tượng của các em hiển thị của đối tượng chúng ta muốn tạo ra đấy, thì ta có thể tạo ra các phép toán bất kỳ. Thì các bạn có thể, nếu mà các bạn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể tra cứu ở trên mạng rất là nhiều những cái em này, rất nhiều những cái kiểu như này. Tôi lấy ví dụ thêm nhé. Ở đây chúng ta có dấu bằng, thay vì chúng ta muốn tạo ra cái dấu bằng dấu lớn hơn này, làm gì thì chúng ta dùng hàm này, dùng cái hàm là gt là greater. Đấy. Thì hàm này mô tả khi nào cái cell này nó lớn hơn cái other này, nhỏ hơn, thì chúng ta dùng cái hàm là lt là less than tiếng Anh nữa đó. Còn chúng ta muốn dùng cái ký hiệu này này, ký hiệu là không bằng, thì chúng ta dùng cái hàm là ne, not equal. Chúng ta muốn cái hàm đây, chúng ta muốn có mô tả cái dấu này lớn hơn hoặc bằng, thì chúng ta dùng cái hàm là ge. Còn muốn nhỏ hơn hoặc bằng thì chúng ta dùng cái hàm là đây là LT, đây là LE. Thế đây là một số các bạn có thể tra cứu thêm. Được chưa? Rồi, thì đây là những cái phép tính. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần là mô tả các cái đối tượng nó phức tạp hơn nhé. Đây. Đối tượng phức tạp hơn. Bây giờ chúng ta muốn là gì? Đây. Bây giờ chúng ta muốn mô tả cái đối tượng của chúng ta nó giống như là một cái dãy bình thường, như là một cái list chẳng hạn, giống như cái list. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy, nhưng hơi khác hơn một chút, nhưng có thể giống list cho làm như nào. Hay là chúng ta có thể dùng lệnh for hay lệnh in ở trên cái đối tượng đó thì chúng ta làm như nào. Ta lấy ví dụ nhé, mình lấy ví dụ. Đây, ví dụ bây giờ tôi muốn tạo ra một cái đối tượng là như thế này.
thì trận cái bài toán như sau. Tôi muốn tạo bài toán như sau nhé. Toán là tôi tạo ra một cái tạo một cái lớp, nó có tên là nó có tên là số số chẵn chẳng hạn, thì lấy ví dụ thế là số chẵn nhé. Và nó phụ thuộc vào biết là vì tôi muốn tạo ra là a bằng là số chẵn mở ngoặc n n là số tiến đến kỳ, thì a đây a nó sẽ là dãy, các cái số chẵn tự nhiên chẵn nhỏ hơn là bằng n, và cái a không ấy, a không là số đầu tiên, a một là số thứ hai nhé, vân vân. Còn cái độ dài của nó tôi không biết, tôi sẽ mô tả sau. Thế tôi tạo bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái dãy, mà nó là thuộc thuộc cái lớp là đặt tên là số chẵn, là một dãy các số số chẵn, và phụ thuộc vào cái biến n. N đây là cái giới hạn, của cái dãy số chẵn đó. Ví dụ như là n bằng 5 thì dãy a nó sẽ là 0, 2 và 4 nhé. Với n bằng bằng 8 thì a nó sẽ bằng là 0, 2, 4, 6, 8. Được chưa? Lên được như vậy. Nghĩa là độ dài của a nó sẽ bằng là gì? Độ dài của a nó sẽ bằng là n chia 2, chỉ n chia 2 nên là tự nhiên. Được chưa? Để tôi tạo ra một lớp này nhé. Rồi tôi làm thử lớp này. Tôi làm trên trên này, tôi làm thẳng trên trên này cho nó sửa nó dễ. Đây, làm cái này nhé. Tôi tạo một cái lớp. Sinh dãy các số chẵn có tiện. Các bạn có thể làm thêm các bài tập sau này, có thể làm mở rộng ra, có thể dãy các số lẻ, dãy các số Fibonacci, dãy các số nguyên tố nhỏ n, dãy các ước của n, thoải mái cho ra vô tư, cho mở rộng. Đây là chúng ta thử thử mô tả một đối tượng, nó là có nó có cái nó được tạo ra giống như một cái list bình thường. Nó hỗ trợ là chỉ số này, hỗ trợ truy nhập vào từng phần tử này, rồi là hỗ trợ lệnh for, lệnh lệnh lập for, lệnh in. Thì ta mô tả thế nhé. Đây ta mô tả như thế này, làm đây thôi. Bây giờ tôi mô tả cái class có tên là số chẵn, được chưa? Và ban đầu nó sẽ có khởi tạo cho nó thì nó chỉ là như này. Đây, làm luôn nhé. Đợi một chút tôi làm cho nó hợp lý nhất nhé. Vì làm thế nào mà có thể tạo ngay được các cái đó, tôi sẽ phải tạo những cái hàm. Không sao. Đây nhé, dev này. Init này. Self. Và n. N là số tự bất kỳ nhé. Rồi, thì bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ sinh ra cái dãy đó nhé. Không, tôi làm ngay thôi. Không cần là dãy thực sự, tôi làm này thôi. Như vậy là tôi tạo ra đầu tiên cái đối tượng chẵn nó chỉ có một tham biến là n thôi. Tuy nhiên tôi có thể tạo ra được các cái tạo ra cái hàm để có thể mô tả tương tự như là như là cảm giác như nó là một dãy thật nhé. Thì tôi làm như sau này, đây mình sẽ mô tả cho các bạn nhé. Đây. Đầu tiên là tôi sẽ mô tả cái
cái gì nhỉ, hãy với tạm một chút, kể cho tôi hơi vội vàng hơn được. Đây, để tôi mô tả cái này. Ở đây giờ chúng ta mô tả các cái phép toán. Biết rồi, thế bây giờ những cái lệnh khác thì làm như nào? Đây, vì tôi muốn muốn tạo ra, tôi muốn 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 tạo ra các phép tính khác, phép toán khác trên đối tượng thì làm cái gì? Trên đối tượng nhé. Đây. Vì tôi muốn tạo ra cái phép cái muốn tạo ra cái vòng lặp for in trên đối tượng, tức là biến đối tượng của chúng ta thành một cái thành nó thành thành cái sequence, thành một cái dãy. Chúng ta thì chúng ta làm như sau, chúng ta làm cái này, chúng ta dùng cái chúng ta dùng cái iter. Iter lúc bây giờ nó sẽ là nó sẽ là một cái generator. Generator cái này ta học hôm đầu tiên, thì generator nó sẽ gây, nó sẽ sinh ra những cái nó sẽ sinh ra những cái phần tử trong quá trình chúng ta duyệt trên nó, thì nó chính là cái for in này. Đây, lấy ví dụ nhé, để tôi làm đầu tiên này. Iter đây, đầu tiên chúng ta làm cái iter. Được chưa? Cái này là cái gì? Cái hàm đây là cái hàm một cái generator, là nó tạo ra những cái dãy, nó sẽ yêu những cái dãy, mà cái dãy đó chính là ở bên ngoài chúng ta dùng lệnh là gì? For in, để chúng ta for in nhé. Đến phụ thuộc vào n. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau, rất đơn giản. Chúng ta for i in range n. Nó bằng n, tôi phải để như này. Đấy. Vì lúc nãy tôi nói là chúng ta sẽ sinh ra cái dãy mà nó nhỏ hơn bằng n. Đây. Nó bằng n và nó là số chẵn. Thì chúng ta chọn cái vòng y chạy từ 0 đến n. Như vậy chúng ta chạy ở đây. Y từ 0 đến n cộng 1 đây. Đúng không? Và chúng ta kiểm tra if y chia cho 2 mà bằng 0, tức là y là số chẵn, thì chúng ta dùng cái lệnh này. Dùng cái từ khóa là cái, các bạn nhớ cái từ khóa là, từ khóa là chính là tạo để dùng để tạo ra cái generator mà chuyện nói rồi, đối tượng generator yield y đó. Được chưa? Và chúng ta có hai cái này thôi, và mình tôi thử nhá, mà tôi có thể thử bên ngoài được nhưng sao để thử ở đây. Tôi sẽ copy ra ngoài để cho nó chạy ngay trên màn hình, cho nó chạy ngay nhé, cho nó dễ. Đây, chúng ta định nghĩa lại như này, định nghĩa cái lớp là số chẵn, số chẵn nó có một cái nó có một thang biến là n thôi. Nó không phải dễ thực sự, nhưng mà chúng ta dùng cái hàm iter để mà như là một generator để tạo ra cái dãy, thì dãy các số chẵn nhỏ hơn bằng n, được chưa? Và khi đó thì chúng ta có thể dùng lệnh for in. Như vậy là cái lệnh iter đó là tương đương với cái for in. Được chưa? Đây tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi viết là a bằng số chẵn 20, 21 chẳng hạn. Đấy, như vậy a là số chẵn. Tôi time ra nó rất là khó. Time a là chẳng, tôi print nó ra nó chẳng ra cái gì cả. Bạn thấy không? Nó không ra cái gì cả. Đấy, chẳng ra cái này thôi. Nhưng mà tôi thử nhé, for x in a, này mình thử cái này mới hay này, print x n bằng a
À, tôi bị nhầm 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 n n đây là nó không hiểu, các bạn thấy sai chỗ nào không? Để chỗ này cho n không hiểu. Riêng này là tên là gì? Riêng này phải là self chấm n cộng một. Sửa lại nhé, tôi biết sai gì thôi, để tôi làm lại, dễ sai lắm cái này, nó vì không không làm nhiều. Đây là sửa lại chỗ này là nó không, n nó không hiểu, tôi làm lại này, làm lại nhé. Đây cái n này chính là cái self chấm n đấy. Vì là cái self là cái là nó có một cái thuộc tính n thôi, thì mình để này n là cộng một này, bây giờ đúng rồi đấy. Bởi vì lại nhé, này a này bằng này số chẵn 15, rồi bây giờ for này, for x in a này prime x and đấy. Thấy không nào, in ra như vậy là cái a bây giờ nó thực sự nó là một cái dãy các cái số đấy, các cái số chẵn đây nhé, nhỏ hơn bằng 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 n. Bây giờ giả sử là b bằng số số chẵn 40 đi, for x in b prime x và n bằng sẽ in ra các số từ 2 từ 0 đến 40 chính xác hoàn toàn, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi muốn là gì, bây giờ đó là bước 1 này, là như vậy là cái em là kia là cái em là cái iter. Thì bây giờ tôi muốn tìm tiếp theo, tôi muốn triển khai cái hàm thuật từ in làm như nào, vậy là for in nhé. Bây giờ tiếp theo là muốn toán từ in, in trên cái đối tượng này thì dùng hàm nào đấy, thì muốn toán từ in thì tôi làm như sau, tôi dùng cái hàm này, tôi dùng cái hàm là contain, contain có chữ s thì contain như này đó, self đây là một giá trị x, thì nó sẽ nếu nó trả lời đúng thì là x in, ví dụ in a chẳng hạn, cho nên trả lời đúng. Đây là cái hàm này quan trọng. Được rồi, thế bây giờ tôi làm bắt đầu nhá. Đây bây giờ tôi làm thêm này, đây cho mình cho bên này những thứ xa nhau nhé. Bây giờ tôi làm thêm cái def contain này, đó, self x, kiểm tra self x có nằm trong trong cell hay không nhé. Thì rất đơn giản, x nằm trong cell nếu mà x nhỏ hơn bằng n, lớn hơn bằng không và là chẵn. If x lớn hơn hoặc bằng 0 and x nhỏ hơn hoặc bằng n, gọi n mà là self.n thì sai lắm đấy. N x chia cho 2 bằng 0 đấy, thì return true. Ngược lại thì return false. Như vậy là cái hàm mà contain, hàm hệ thống contain này là nó thay thế cho cái thuật từ in, còn cái hàm iter là nó thay thế cho thuật từ for in. Mình chúng ta làm lại cái này nhé, chúng ta copy cái này ra, chúng ta chạy lại bên ngoài cho nó nhanh. Đấy. Rồi bây giờ tôi cho a là cái dãy, tôi cho a dãy là số chẵn 100. Thì chỉ dụ như tôi viết là 7 in a, kiểm tra nó trả về là form, 8 in a nó trả về là true, 100 in a trả về là true, nhưng mà 102 thì vậy là vẫn là false, vì nó vượt qua vừa ra ngoài
A là chỉ có số chẵn từ 1 từ 0 đến 100 thôi. 102 là false. Hoặc thêm được. Nhưng mà là cái toán từ in này là được minh họa trong mô tả các lớp bằng cái contain này. Và thấy rất là hay. Đó, rất là hay. Đấy. Rồi thế bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục thêm một cái nữa rất hay nữa là gì? Là tôi sẽ mô tả là cái lớp này như là một cái như là một dãy có chỉ số, tôi có thể truy cập vào từng phần tử của nó. Đây. Như vậy một cái nữa là truy cập chỉ số. AI thì làm thế nào? Truy cập chỉ số thì làm thế nào? Nhé. Thì làm như này. Thì chúng ta làm cái lệnh là gì? Truy cập chỉ số thì chúng ta làm cái lệnh là gì? Này, cái chúng ta làm cái như vậy lại x in a thì ở đây nhé, có truy cập chỉ số chúng ta dùng cái hàm này, dùng cái hàm là get item đấy, quan trọng item và là cell và đây là index đấy, là y đấy, chỉ là y đấy, index là cái chỉ số, được chưa? Thì cái hàm này là cái hàm nó sẽ trả lại cái giá trị mà chúng ta mong muốn. Như vậy là cái hàm này là cái hàm để mô tả cái toán từ in, còn cái hàm này là mô tả cái việc là truy cập chỉ số giống như là một cái dãy, được chưa? Như vậy với hàm này chúng ta có thể ví dụ mang cái chúng ta tạo cái biến là mô tả là 100 số nguyên tố đầu tiên, thì chúng ta có thể chỉ ra là tính là A mở vào cái đơn A là 10, tính ra cái số nguyên tố thứ 10 là bao nhiêu, có thể làm được dùng công cụ này nhé. Bây chúng ta làm quay lại chúng ta mô tả nhé. Đây chúng ta mô tả là cái hàm là hàm get item, chúng ta chú ý get item hàm này nhé. Chú ý là hàm là nó phải là hàm hệ thống đấy. Mình làm này, get item. Rồi, self.self index là cái chỉ số, được chưa? Nó phải trả về nhé. Đây, thì chúng ta thấy là nếu mà index mà nhỏ hơn không thì coi như là lỗi. Index mà lớn hơn bằng n, cái độ dài của cái dãy này là dãy A này là chính là n chia 2 đấy. Chuyện nó lớn hơn n chia 2 thì cũng là lỗi. Còn nó nằm trong đó chúng ta có thể làm được. Như sau đây tôi mô tả nhé. Vì là if mà index mà nhỏ hơn 0 or index mà lớn hơn là self chấm n chia 2 như này. Đây chính là cái độ dài đấy. Đây chính là cái độ dài của cái dãy đó đấy. Thật ra chúng ta có thể làm một hàm độ dài sau thôi. Để này nhé. Hàm độ dài. Nếu như này thì chúng ta return none. Không trả về cái gì cả. Còn nếu mà ngược lại thì chúng ta sẽ return của nó. Thì chúng ta biết rằng là cái chỉ số của nó, chỉ số 0 thì là cái dãy chúng ta là như này nhé, dãy của chúng ta nó là 0, đây dãy chúng ta là, dãy của chúng ta nó là 0 0 2 đúng không, 4 đúng không, 8. Cho nên là cái chỉ số index của nó đấy, index của 0 là 0, index 1 là 2, là nó trả về chính là 2 nhân index, thấy không nào? Index là 0 thì nó là 0, index là 1 thì nó là 2, index bằng 2 thì nó là 4, 3 thì nó là 2 là 4, đây là 6, 6, 8, 3 là, thì nó sẽ trả về như sau. Đây chúng ta tính tính ngay đây mà, đây, L chúng ta return 2 nhân index. Còn thích mà chúng ta muốn để cho nó yên tâm theo đúng hay là nếu mà nó vực thì chúng ta
là trong cái nó là raise, dùng cái lệnh là raise 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 là index error. Cái bút mô tả bằng bằng tiếng Việt ở đây nhé là chỉ số vượt qua giới hạn, tiếng Việt thần hoa chân đẹp giới hạn. Nếu mà gọi, nếu mà gọi cái chúng ta gọi cái chỉ số của cái biến A này mà nhỏ hơn không và lớn đi nhất thì nó thông báo là chỉ số vượt qua giới hạn như thế, như là cặp nhé. Còn nếu nằm giữa đây thì chúng ta trả về là index. Đó. Tôi thử lại nhé, tôi thử lại cái này, copy lại cái này và chạy thử. Rồi nhé, bây giờ A này, A của tôi là số chẵn này, số chẵn nhỏ hơn 100, nhỏ bằng 100, được chưa? Đó, thì tôi có thể viết A này, 3, A 3 bằng 6. Như vậy là hoàn toàn tôi viết được như là tôi coi như A là một dãy, A là một dãy, A là dãy như một list bình thường. A này, A bằng 30. Mà nếu A mà vượt quá đi, A bằng 61 là nó báo lỗi này, nó là chỉ số vượt quá giới hạn. Thấy con này, đấy, index error, chỉ số vượt quá giới hạn. Đây là nó tạo ra cái lỗi, nó tạo ra cái lỗi, nó là lỗi ngoại lệ, y hệt như là cái lỗi ngoại lệ của mặc định của hệ thống của Python. Mà nó mô tả bằng tiếng Việt thần thoại là chỉ số vượt qua giới hạn, rất là hay. Có thấy như đây là cách mà chúng ta tự tạo ra cái lỗi logic của chương trình, nên nó văng ra. Vì chúng ta mô tả cái dãy này, khi mà chúng ta mô tả cái biến này thì nó chỉ có là n trên hai phần tử thôi, n này số tử là cái này nhé. Điều cuối cùng tôi sẽ tạo thêm một cái tham số nữa để mô tả cái để mô tả cái hàm len như bình thường. Cái hàm len là cái hàm mô tả kích thước của cái dãy đó. Tôi dùng cái gì, tôi dùng cái hàm này, tôi dùng cái hàm này là cũng là len nhưng mà để trong vòng này. Đấy. Đấy. Cái hàm này thì tôi gọi cái hàm này đó. Thì bây giờ tôi mô tả tiếp nhé, cho đến bây giờ thì sẽ hoàn chỉnh này. Thậm chí cái hàm len này phải mô tả trước cái hàm này hay hơn, thế được. Để vào trước đây nhé, yên tâm. Đấy, ở đây nhé. Def len self. Hàm len nó trả về ngay. Cái hàm len là cái độ dài của dãy đó. Nó trả về là chính là self.n chia 2 như thế này. Đó. Đó. Cho nên là chỗ này chúng ta có thể sửa lại, chỗ này là len, len của self, đỡ phải, đấy, đỡ phải viết lại cái n chia 2, thằng len này, thằng len này, len, nhé, yeah. Mô tả cái hàm này, đấy. Hoặc là mô tả dạng này, thì tôi có thể ăn mô tả cái dạng này, len của chấm, len. Này cũng được, nó mô tả dạng này. Rồi bây giờ tôi lại copy cái này ra ngoài, tôi làm ra ngoài này, tôi chỉ ghi ra nhỉ, còn copy ra thì dễ. Copy ra ngoài này, vậy rồi thì bây giờ tôi lại viết là A bằng số chẵn 14 và tôi kiểm tra cái len của A nhé, len của A
mùng 7. Đấy có nào. Như vậy là vừa đây tôi vừa mô tả hoàn chỉnh một cái kiểu dữ liệu mới mà nó có ý nghĩa, nó có, chúng ta thao tác với nó như là thao tác với một cái dãy bình thường. Đấy. Rồi nó hỗ trợ là for in, hỗ trợ lệnh có từ in, có từ kiểm tra một từ có nằm trong một dãy đó không. Hỗ trợ cái lệnh for in và hỗ trợ cái lệnh là lấy ra truy cập vào từng chỉ số của nó như là chỉ số của một cái dãy bình thường, tính được cái hàm, tính cái độ dài của cái dãy đó. Anh bạn thấy không, như vậy nó rất là hay. Kia toàn bộ cái mô tả cái lớp của thằng này, của thằng Python rất là hay luôn, nó rất đơn giản. Chúng ta cứ học dần thì ta sẽ thấy là nó rất đơn giản. Cái này thì học sinh là không, học sinh mà các học sinh chương trình theo tôi biết chương trình chỉ bắt đầu học cái này từ lớp 11 mà rất là ít, sau 12 cũng có học. Thì sau 11, 12 là phải thao tác với các kiểu dữ liệu mới, cho nên phải dùng, nhưng mà không dùng sâu được như tôi nói. Tôi nói đây là rất là sâu đấy, rất là sâu về mô tả các lớp dữ liệu nhé. Rồi đấy, như vậy là tới chỗ này là kết thúc cái chương nói về cái OOP. Chúng ta tạo ra cái lớp mới của chúng ta và nó thằng Python nó đủ mạnh, chúng ta làm được rất nhiều thứ nhé. Rồi nhưng mà theo chương trình tôi làm, tôi còn một chương nữa là xong, là phần cùng định nói phần cuối cùng của cái nó sang cái phần cuối cùng của cái chương trình mà tôi định nói với các bạn nhé. Đấy, đây luôn nhé. Cái chương cuối cùng cũng như là chương mấy, chương 8 hay chương 9 thì đấy, không nhớ rõ, xem nhé. Là gần cuối cùng là tôi nói về cái khái niệm là hash. Cái này hơi sâu một tí nhưng mà cũng phải nói. Hash. Tuy nó hơi lý thuyết là băm, đây là cái hàm băm nhé. Băm này là một cái khái niệm về liên quan đến thuật toán, liên quan đến dữ liệu, mà nó rất là phức tạp đối với bạn ở đại học. Thì học sinh phổ thông thì hoàn toàn khó không học đến, nhưng mà có một cái nhưng nhé, cái quan trọng là các giáo viên mà muốn dạy học sinh giỏi đi thi, học sinh giỏi mà dùng Python ấy, thì bắt buộc phải biết cái này. Trong cái phần mà tôi nói, tôi viết hẳn một cái chương ngắn thôi để mô tả về cái khái niệm hash ở trong Python. Thì hash trong Python là cái gì? Vì tôi sẽ không mô tả tổng quan cái chữ hash đâu nhé, không, hoàn toàn không nhé. Được, tôi nói một chút về nhanh thôi, không có cái gì cả tổng quan nhé. Tổng quan về cái kỹ thuật băm, hay là nó là kỹ thuật hash nhé. Thì kỹ thuật hash chẳng qua gì, nó chẳng qua là cái này, bản chất của nó là như thế này. Bản chất là chúng ta có một tập hợp các giá trị bất kỳ u, các cái một tập hợp các cái giá trị bất kỳ. Thì để mô tả cái để mà tìm kiếm ở trên cái u này thì nó phức tạp lắm, nó ấy thì nó khó. Chuyên người ta nghĩ ra một cách, tức là nôm na là chỉ số hóa cái phân tử của u này để sao cho truy cập là nhanh nhất có thể. Thì chúng ta thì cái hash là gì? Cái hash là như sau, là chúng ta sẽ chỉ số hóa đưa cái u này vào một cái bảng như thế này. Các phân tử của u đây, u1, u2, mà chúng ta sẽ có một ánh xạ sang một cái số tự nhiên, một cái số tự nhiên, mà ánh xạ này là 1, 1, một số tự nhiên, một cái id nào đó ở đây, cái id đây, này cái phức tạp lắm. Nhưng mà bản chất là gì? Bản chất là khi mà dùng hash này thì chúng ta có thể tìm kiếm trên cái u này là
với cái thời gian rất là nhanh, tức thời luôn. Bản chất là nó giúp cho cái việc tìm kiếm. Thì cái này nó gọi là cái này nó gọi là hash, cái này nó gọi là bảng bảng hash, hoặc cái hàm này nó gọi là hàm hash. Hàm hash, một cái khái niệm là hàm hash và bảng hash, nhưng chúng ta không quan tâm. Cái này tôi sẽ mô tả ngay và chúng ta sẽ hiểu ngay nhé. Còn bây giờ chúng ta không cần giúp cái gì, giúp cho cái việc tìm kiếm trên U rất nhanh. Lát nữa chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ nhé. Bây giờ tổng quan mà tôi không nói sâu về cái này là dành cho cái này là học sinh. Cái này là hơi là bản thân cái lý thuyết về hash là nó rất phức tạp rồi. Mà học sinh phổ thông là hoàn toàn là không cần biết. Tuy nhiên cần biết các ứng dụng của hash trong Python để giúp cho học sinh chúng ta giải các bài toán với cái vận tốc là tối ưu hơn nhé. Nhưng mà muốn giải bài toán mà dùng hash ở trong Python thì chúng ta phải tìm hiểu cái mô hình nó gọi là có thể hash được ở trong Python, được chưa? Rồi thì chúng ta quay lại cái ở trong trong Python. Thì ở trong Python là như sau, thì các cái đối tượng, tất cả các đối tượng của Python thì nó luôn là cố gắng là có thể là sử dụng hết để việc tìm kiếm là nhanh nhất. Do đó ở trong Python thì người ta chia các đối tượng làm hai loại, người ta mô tả luôn là hai loại. Một loại là có thể hash, thì tiếng Anh gọi là hash. Một loại là không thể hash, được chưa? Không thể hash và gì, và cái này nó gọi là unhash. Unhash. Đấy. Thì tất cả các đối tượng của Python nó đều chia làm hai loại, như vậy là chia vào nó làm đều chia vào hai loại là có thể hash hoặc là không thể hash nhé. Mọi cái class mà chúng ta tạo ra đấy thì về mặc định mà nó là luôn luôn là có thể hash, mà thân làm sẵn như vậy để cho nó tìm kiếm nó nhanh, hash, được chưa? Đấy, đây nhé. Thì thế nào là có thể hết, thế nào là không hề hết. Bây giờ tôi quay đây chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Đây, bây giờ là x thì tôi cho nó bằng 10, kiểm tra thì nó có cái hàm là hàm hết của Python. Nó hàm hết mà có giá trị thì suy ra là nó là có thể hết. Hàm hết mà là báo lỗi thì nó báo thì chính là đối tượng đó là không thể hết. Chúng ta kiểm tra bằng cái này thôi nhé. Hết x là 10. Hay như vậy là đối tượng x này là có thể hash. Vì tôi viết y bằng một cái sâu suy nào đó, ABC nào đó, đúng không? Kiểm tra xem cái swing này nó có thể hash được không nhé. Tôi viết là hash. Kiểm tra y. Có thể được. Có thể nó to không nào? Tức là nôm na là hash thì là nó tạo một ánh xạ 1:1 giữa từ Hà Nội này và Trung Nguyên này. Đấy. Chúng ta nhắc lại một chút, bản chất của cái hết là như vậy. Bản chất của cái hết là gì? Là nó tạo một ánh xạ. Bản chất nhé, nó tạo một ánh xạ 1:1 giữa một cái đối tượng bất kỳ và một số tự nhiên. Và bảo đảm rằng là hai đối tượng khác nhau thì ánh xạ với hai cái hai khác nhau. Như vậy là về lý thuyết nhé, là nó tạo như này, tạo về bản chất là với mọi x y bất kỳ thì cái hàm hash đây chính là hash của đối tượng đấy nhé. Đó thì hash của x khác hash của y. Thì chính vì cái này cho nên nó mới tìm kiếm nhanh được, vì nó ánh xạ một với những số nhiên mà. Cho nên là để tìm được đối tượng, tôi sẽ chỉ tìm cái này thôi. Vì cái số nhiên là tôi phải đưa vào một cái
các số này này tôi có thể đưa vào đâu, tôi có thể đưa vào một cái chỉ số của một cái dãy, mà như vậy tìm kiếm rất là nhanh. Để tìm kiếm cái gì, tôi tìm kiếm cái chỉ số của cái của nó là xong. Bản chất của nó là ánh sáng như vậy. Rồi, thế bây giờ tôi quay lại cái này nhé, đây quay lại nhé. Như vậy là swing là được nhé. Bây giờ tôi viết là a là cái a là một cái list. Tôi làm thử nhé. Yes. Không được. Như vậy là cái a là không hash, không được. Được chưa? Nhé. Bây giờ tôi viết là b, tôi là làm cái tuple. 1 2. Tôi hash b. Thế lại được nhé. Anh bạn thấy không? Được rồi, thế bây giờ tôi em s thì tôi cho làm cái một cái tập hợp nhé. Một tập hợp này 1 2 3 tập hợp. S không được. Vì từ điển d bằng dict bằng một bình bằng năm, có hai cái lưu như này nhé. Không còn bị nhầm đây này, bị lại không còn đúng không? Không còn là không thôi nhé. Mình làm khi em như một cái tham số thôi, như là một cái tham số mà mặc định xuống đây là hash để không được. Thấy nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta tổng kết lại một lần nữa nhé. Rồi như vậy là như sau. Bây giờ tôi có một tổng kết là như thế này nhé. Có thể hash và không thể hash. Không thể hash nhé. Đây thì số nguyên mà nói thì phải nghe chứ. Đi lên giường đây, không phải tí chút vào đấy nha. Số nguyên là được này, hash được này, số float này là hash được này, bool là hash được này, string hash được này, tuple hash được, còn list không hash được nhé, là set không được, và dict là không ấy được, không hash được. Đấy, thì cho tổng thể như vậy. Bây giờ làm bây giờ tôi bắt đầu nói cái phần chính của buổi hôm nay này nha. Đây chính của buổi hôm nay. Thế thì ý nghĩa của cái hash này là gì, vì sao lại có như này, vì sao chúng ta lại nhé. Thì list là có thể gồm nhiều đối tượng khác nhau, đúng không nào? Đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng n. Đây list thì các phần tử của list là không hạn chế, không hạn chế cho bất cứ loại đối tượng nào, có thể là hash mà không hash. Như vậy list có thể chứa list được, list có thể chứa cả tập hợp, có thể chứa cả từ điển. Đây là list, chúng ta chú ý nhé. List là nó là như vậy. Chứ list tôi làm cái dạng đối tượng mà nó chậm, tức là chậm. Rồi thì bây giờ tôi quay sang cái set và cái dict. Set đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3. Đấy, nhưng mà tuy nhiên tất cả các đối tượng ở trong set này phải đều phải là
has. Đấy, cái này là quan trọng nhất đây. Cái này là quan trọng nhất đây này. Đây, nó khác biệt với cái lý tự nhiên. Tức là set là thờ các phần tử, nhưng phần tử này. Như vậy là set không chứa được, trong set này là không chứa được set. Trong set này không chứa được list. Vì list tức là không hết được. Nằm bên này mà. Đấy. Trong set này chỉ chứa được các phần tử bên này thôi. Nó là in, float, the moon, hay là swing, hoặc là tube, vân vân. Nó không chứa được, không chứa được list. Hãy chúng ta chú ý nhé. Rồi dick thì tôi bảo như sau, nó là những cái như sau, nó là những cái có dạng như này, có dạng là index xong hai chấm value một xong phẩy, xong là index hai các chị, hai chấm value ha. Đấy. Thì sao? Thì được biết được như này là tất cả cái index này, cái đối tượng index này nhé, là đều phải hết được. Đều phải hết. Không cho phép các cái chỉ số trong bây giờ này, không cho phép là list, không cho phép là set, không cho phép là dict, mà cho phép trong này chỉ số này nó cho phép là swing thoải mái này, là swing thoải mái này, tuple được này, float được này, bool được này, số nguyên được này, nhưng mà không được là list, không được là set, không được là dict. Đấy. Đấy, cho nên đây là hai cái điều rất là quan trọng đối với set và dict. Chính vì thế mà sao? Chính vì hai cái này cho nên chính vì khi Python tạo ra cái đối tượng là set và dict thì như sau, vì nó dùng công cụ là hash cho nên là suy ra cái gì, suy ra như sau này, suy ra là các thao tác trên set và dict đều có cái tốc độ, cái này các bạn phải học thêm, cái đều có tốc độ thời gian, đều có cái tốc độ về, hay là cái độ phức tạp thời gian đấy, đều có cái tốc độ thời gian là tức thời, vì nó dùng là has, hay là nó đều là 0-1. Nên là các bạn phải học qua lớp của tôi đang, hay là tôi học lớp xong rồi lớp về thuật toán đấy, nôm na là nó có cái tốc độ rất là nhanh, cho nên khi mà chúng ta mà dạy học sinh mà làm cái bài toán thi sinh giỏi thì rất rất nên dùng set và dict. Thì nó vì làm sao, vì nó có tốc độ nhanh, bởi vì là nó là đều sử dụng cái set cả, cái hash cả, cái công cụ bom này, cho nên là nó rất là nhanh. Đấy, được chưa? Thì để các bạn thấy là nó ý nghĩa của nó là như vậy. Vì tôi này, vì còn hết thời gian tôi sẽ minh họa một ví dụ thôi. Thì chúng ta thấy là cái tốc độ của cái tốc độ của cái này là nó là như thế nào nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài này, mình ta giản bài toán đấy nhé, giản cho học sinh một cái bài toán như này nhé. Một cái bài toán như sau là cho cái dãy A1, A2, A2N này, việc kiểm tra bài tập là kiểm tra trả lời xong, kiểm tra xem là gì, là trong dãy trên có hai phần tử nào bằng nhau hay không, có hai phần tử nào bằng nhau hay không, được chưa? Nếu mà không có thì trả về là true, là không có hai phần tử bằng nhau. Nếu có thì trả về là false, được chưa? Thì đó là cái bằng bài toán rất đơn giản, cho trước một dãy số như vậy, kiểm tra xem có hai phần tử nào trùng nhau hay không, bài tập đơn giản như vậy nhé. Thì bây giờ tôi sẽ làm ngay trên bây giờ để các bạn xem, là tôi sẽ làm hai phương án, mà một phương án là làm với cái dãy bình thường thôi, không có gì cả, đúng không? Cho trước cái dãy bình thường nhé. Đây. Bây giờ cho phần tử bất kỳ nhé, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
28 đi, 9, 10. Đấy. Bây giờ kiểm tra, dùng cái hàm kiểm tra này. Vậy là KT nhé, kiểm tra. Thì cách làm giờ như sau nhỉ? Cách làm bình thường là chúng ta chúng ta lấy ra từng phần tử của A, đưa sang dãy B, xong ta lượt kiểm tra cái A đó, các phần tử của A. Nếu mà A mà nằm trong B thì lập tức trả về là trả về for, còn nếu không thì trả về true. Đây, chúng ta viết là n bằng nhá, n bằng len A là một tờ rất đơn giản mà chúng ta cho sinh bình thường làm được. Như đây là cái giải, hay là cái giải một này là cái lời giải dành cho học sinh bình thường, chúng ta dạy học sinh suy hiểu ngay cái bài tập này là dễ nhé. Đây tôi viết là b bằng cho cái này for x in A nhé. Kiểm tra này, if x not in B, in B thì tôi bổ sung cái này, bổ sung append x vào B. Bây giờ ngược lại, nếu mà x gì mà thuộc B, nếu x gì mà thuộc B thì chứng tỏ là x gì đã gặp rồi ở đâu đó rồi, vì trước đó là x gì được gặp rồi đúng không, vì B là cái là mới tinh mà. Cho nên nếu mà x gì thuộc B chứng tỏ là x gì được gặp lại hai lần, vậy suy ra đây lập tức là return luôn, return false. Các bạn đã hiểu chưa? Còn nó không qua đây, hết qua đây, trả về đây thì lấy đi thân chú. Thân chú. Như tôi kiểm tra, chị thử cho bài này tôi chạy, bài này tôi copy ra. Chị thử cho có đúng không ạ? Mà chúng ta là lớp gì nhỉ? Lớp mà, đây, hôm nay là buổi số 11 rồi đấy. Này, kiểm tra nhé. Kiểm tra chung phần tử nhé. Dễ nhé. Đây, bây giờ tôi cho A đây. Yeah, if KTA print không trùng else print trùng. Mà là cách một là như vậy, nhưng mà cách dễ hiểu ai cũng hiểu được ngay. Học sinh là hiểu ngay nhé. Bạn này chưa ghi. Ghi rồi các bạn nhỉ? Cái bài kia là bài class. Chạy thử nhé. Trùng. Này có trùng ấy. Thế này. Mình cứ sửa cái này là 12 này sẽ dễ hết trùng. Không trùng nhé. Thế là cách 1 nhé. Cách 1 thì là cách bình thường. Đấy, cách bình thường. Mình làm cách 2. Cách 2 tôi phải dùng công cụ từ điển. Công cụ từ điển nhé. Đây này. Cách 2 này. Đó là KT2. Các bạn thấy nó nhanh hơn rất là nhiều lần so với cái 1 nhé. Này, KT2. Đang làm như sau nhé. Tôi tạo cái D là một cái từ điển rỗng. Một cái từ điển rỗng. Được chưa? For x in A. In A nhé. Kiểm tra này,
D của cái này là dx này, đây tôi về là x là số tôi đều được, x bằng này là d chấm ghét cái hàng, dùng cái hàm ghét của năm tí, hàm ghét là x này, cái hàm này sao, hàm này là hàm nó trả lại, nó trả lại làm là giá trị của value của x đó ở trong d. Nếu mà nó không thuộc, nếu mà x chưa 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 nằm trong d thì nó trả lại không, thì tôi sẽ tự gạt đây là một cộng một vào đây. Thì hàng nghĩa của này, ý nghĩa là gì, ý nghĩa như này, nếu mà x mà thuộc a rồi đấy, thuộc a rồi, thuộc a lần rồi mà nó lặp lại thì cái dx nó lớn hơn một, còn lần đầu tiên gặp thì nó là một, thấy chưa? Thì đây là if d x mà lớn hơn một là có trùng thì tôi return false. Qua hết cái này mà không qua kia thì tôi return true. Đấy. Để kiểm tra nhé, kiểm tra là KT2 kiểm tra có đúng không nhé, kiểm tra KT2 này không trùng. Bây giờ tôi đây tôi thêm là 9 vào đây nữa này, mấy nó kêu là trùng. Hai hàm là như nhau. Cái này các bạn tìm hiểu thức cái hàm, cái hàm ghép nào tí nhé. Ghép là cái gì đây, nói thêm một chút. Cái hàm nó mà d là một cái từ điển ấy, thì là d chấm ghép x không là nó trả về là dx nếu x có trong d, và trả về không nếu x không có ở trong cái index của d. Đấy, cho nên cái hàm này là cái hàm nó như vậy, được chưa? Đấy. Thì đối với học sinh bình thường chúng ta dạy học sinh là như thế này, học sinh giỏi thì mà dạy là như thế này. Vì sao lại như vậy, tôi phân tích nhé. Cái hàm này chúng ta phân tích một chút cái chỗ này cái chỗ này là vòng lặp lần lại n n lần. Cái hàm kiểm tra x not in cũng là n lần nữa, nhưng mà tổng hai cái này nó sẽ là cái hàm KTA này, nó sẽ có độ phức tạp là ON bình phương. Cái hàm này là cái hàm nó sẽ độ phức tạp của nó là ON bình phương, cho nên là VVN mà lớn là chúng ta là nó chạy rất chậm. Còn cái hàm này nhé, cái này là N, còn cái hàm này này vì nó dùng cái hash, không cần hash, cái hàm gate này là nó chỉ ôm một thôi, nó tính trong tích tắc thôi, cái hàm kiểm tra cũng trong tích tắc thôi, cho nên là toàn bộ cái chỗ này này là tích tắc, suy ra là nó chỉ có bước vào kho thôi, vì sao cái hàm này là có độ phức tạp là n o n độ phức tạp là o n, cho nên là với những cái test mà là khoảng 10.000 thì thằng này là dưới 10.000 thì vẫn ngon lành, nhưng mà khoảng 100.000 thì thằng này không chạy được, nó sẽ hỏng, chúng nên là chạy. Nhưng 100.000 thằng chạy thằng này sẽ ngon lành nhé, thằng dưới này 100.000 hay 1.000.000 thôi vẫn rất là nhanh. Thì các bạn thấy như vậy là tôi nói thêm một chút ở đây thôi, là vì để muốn nói với các bạn là cái hash trong Python nó là như vậy, nó áp dụng cho trong Python nó có hai cái đối tượng là dùng công nghệ hash, là đối tượng là tóm lại là có hai đối tượng dùng công nghệ hết là tập hợp và từ điển nhé, từ điển. Thì hai cái này là nó dùng công nghệ hết
mà với vận tốc rất là nhanh, tốc độ thời gian rất là nhanh, cho nên là với học sinh mà các bạn mà giáo viên nào mà muốn là dạy học sinh giỏi đấy thì bắt buộc phải nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái khái niệm HES, nghiên cứu hai cái đối tượng này. Còn chúng ta làm việc trên dãy thì chậm lắm, cực kỳ chậm. Cái này phải rất đơn cao rồi các bạn ạ. Cái này là các bạn chắc không hiểu gì đâu, nhưng mà thực chúng ta cứ biết như vậy nhé, biết như vậy để mà ngay cả vừa rồi tôi có viết cuốn sách là tập môn thuật toán, tôi không lắm hẳn, tôi chưa nói cái này, tôi định là sẽ viết cuốn sách thứ hai nữa thì tôi muốn nói về cái này, nói về cái công nghệ HES ở trên Python này. Thì cái bài tập đơn giản này bằng như vậy thôi. Cái bài tập này là cái bài tập mà cho trước một dãy kiểm tra xem nó có hai phần tử trùng nhau hay không, là bình thường là mất ON bình phương, N bình phương phép tính, còn dùng tập hợp thì chỉ mất là N phép tính. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Rất tiếc phần này các bạn này ít đi dự quá nên là không nắm những cái này, theo tôi là rất là hay luôn. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Khó hiểu không? Có hiểu quá đúng không? Có.